Nhung hưu, ai cũng biết nhung hưu có rất nhiều công dụng tốt đối với sức khỏe của con người. Nhung hưu giúp bồi bổ sức khỏe. Chính vì vậy nhung hưu chất lượng tốt sẽ đem lại giá trị sức khỏe rất lớn cho con người. Nhiều người băn khoăn không biết chọn mua nhung hưu như nào là tốt nhất, đảm bảo nhất. Dưới đây là những thông tin về cách chọn mua nhung hưu tốt nhất mọi người có thể tham khảo nhé. Nhung hưu là gì? Nhung hưu nai hay nhung lộc là sừng non của hưu đực hay nai đực. Hàng năm, vào cuối mùa hạ, sừng hưu, nai rụng đi, mùa xuân năm sau mọc lại sừng mới. Sừng mới mọc rất mềm, mặt ngoài phủ đầy lông, sờ vào êm như nhung nên gọi là nhung hưu nai, bên trong chứa nhiều mạch máu. Sừng non mới mọc khi mới mọc sẽ ngắn, mềm, chưa phân nhánh, sờ thấy mịn vì có lông nhung mềm, bóng, màu vàng hồng hoặc vàng nâu, dày hơn ở phía đầu sừng, chứa rất nhiều mạch máu, gọi là huyết nhung, loại nhung quý nhất và được ưa chuộng hơn cả. Sừng non bắt đầu phân nhánh ngắn gọi là nhung yên ngựa, có đầu tròn mức, hơi cong queo, lông thưa, hơi to. Xem thêm, hình ảnh nhận dạng của nhung hưu. Tác dụng của nhung hưu với sức khỏe. 1. Nhung hưu tăng sức đề kháng, hệ miễn dịch. Nhung hưu cung cấp nhiều thành phần dưỡng chất quan trọng giúp tăng cường hệ thống miễn dịch tự nhiên và sức đề kháng cho cơ thể. 2. Nhung hưu điều trị các bệnh về sinh lý, giúp tăng cường chức năng sinh lý cho cả nam và nữ, giúp bổ thận, tráng dương, hỗ trợ điều trị các chứng di tinh, liệt dương, vô sinh. Từ đó nâng cao cho đời sống phòng the của các cặp vợ chồng được viên mãn và hạnh phúc hơn. Mang lại cảm giác khoái lạc và sự thăng hoa cho người dùng. 3. Nhung hưu giúp bổ khớp, giúp xương chắc khỏe. Trong nhung hưu có nhiều dưỡng chất cần thiết như canxi giúp cho hệ xương khớp luôn chắc khỏe, giúp tái tạo phần sụn khớp và hạn chế nguy cơ loãng xương, giảm thiểu tổn thương cho hệ xương khớp, giúp xương thêm chắc khỏe và dẻo dai. 4. Nhung hưu phục hồi sức khỏe. Nhung hưu cung cấp các nguồn dinh dưỡng tự nhiên và các nguyên tố vi lượng thiết yếu cho cơ thể, giúp cho những đối tượng gầy yếu, người mới ốm dậy, người vừa phẫu thuật xong có thể phục hồi sức khỏe nhanh chóng và chữa lành vết thương hiệu quả. 5. Sử dụng nhung hưu chống lão hóa, đẹp da. Sử dụng nhung hưu có tác dụng chống lại sự lão hóa của cơ thể, giúp cơ thể cực tốt, giúp cho người dùng luôn tươi trẻ, tràn đầy sức sống và năng lượng, sở hữu làn da đẹp, rạng rỡ, căng mịn và tươi sáng. 6. Dùng nhung hưu tốt cho tim mạch, hỗ trợ điều trị hiệu quả các bệnh thường xảy ra đối với con người như tim mạch, tai biến, ung thư và cân bằng huyết áp trở nên ổn định hơn, nhất là đối với những người bị huyết áp thấp. 7. Nhung hưu giảm stress, mang đến cảm giác sảng khoái, giúp tinh thần luôn luôn thoải mái, nhẹ nhàng, hạn chế stress từ những áp lực công việc, cuộc sống, giúp thư giãn và hạn chế mệt mỏi, từ đó cải thiện chất lượng giấc ngủ và giúp ngủ sâu, ngon giấc và ăn uống ngon miệng hơn. 8. Nhung hưu giúp bổ máu, cải thiện hệ tuần hoàn, tiêu hóa. Nhung hưu còn có tác dụng trong việc hỗ trợ sự sinh trưởng và thúc đẩy quá trình tái sinh của các cơ quan tổ chức ở bên trong cơ thể, tốt cho việc bổ máu, cải thiện chức năng tuần hoàn, hệ tiêu hóa tốt hơn. Từ đó cải thiện và tăng cường chất lượng cuộc sống hơn. Xem thêm, tác dụng tuyệt vời của nhung hưu trong chữa bệnh. Cách chọn mua nhung hưu tốt nhất. Cách chọn mua nhung hưu tươi. Nhung hưu tươi mới thu hoạch thì sẽ cho chất lượng tuyệt vời với hàm lượng dưỡng chất cao nhất. Tuy nhiên nhung hưu tươi ngon đảm bảo bạn chú ý những điểm sau đây. 1. Chọn thời điểm. Nhung hưu mọc vào mùa xuân khi tiết trời ấm áp, vạn hoa lá xinh, trôi, đâm chồi, nảy lọc. Chính vì vậy nhung hưu được hội tụ nguồn dinh dưỡng dồi dào phong phú và tốt nhất, và mùa này cũng là mùa thu hoạch lộc nhung. Cắt trực tiếp nhung hưu vào thời điểm này là tốt nhất. 2. Chọn nhung tuổi của nhung hưu. Nhung hưu được 40 đến 45 ngày tuổi là thời gian chuẩn để thu hoạch cặp nhung, tính từ thời điểm lộc nhung mới nhú mầm. 3. Chọn nhung hưu trữ đông. Tốt nhất vẫn là mua nhung hưu mà bạn có thể trực tiếp nhìn thấy khi cắt nhung.
Tuy nhiên không phải ai cũng có thể chọn mua nhung hưu trực tiếp như vậy, nên vẫn có thể chọn mua nhung hưu tươi trữ đông theo những tiêu chí sau. Nhung hưu tươi được cắt và trữ đông, nhiệt độ bảo quản âm 25 độ C mới đảm bảo chất lượng màu sắc tươi mới, hồng hào của máu, bên ngoài có lớp lông mềm, êm như nhung, rất khó nhổ bằng tay. Phần cuống, phần gốc bị cắt còn bịt túi bóng ngăn máu chảy ra, màu sắc còn tươi mới. Mùi tanh của máu động vật, nếu có mùi gì bất thường, mùi hôi, thối, thì không nên lấy nhé. Nhung hưu đẹp là nhung hưu yên ngựa, phân ra thành hai nhánh, lớn và nhỏ cân bằng đối xứng, không quá cao, không quá lụng, khoảng 25cm là chuẩn. Nhánh lớn đầu tròn trịa, chưa bè ngang và nhô lên hai đỉnh, nhánh nhỏ hơi nhọn. Bạn cần chú ý đặc điểm của nhung hưu tốt, đó là có màu hồng, cầm tay cảm nhận lớp lông nhung ngắn, non tươi và mềm mại, kích thước hai chiếc nhung khá đồng đều và cân đối. 4. Chọn một nhung hưu theo hình thức sử dụng. Nhung hưu thái lát mật ong hoặc ngâm rượu bằng nhung hưu thái lát, nấu cháo, thì chỉ cần nhung hưu tươi ngon, không cần hình thức nhung hưu quá đẹp. Nếu nhung hưu mập mạp, non không to đẹp đạt chuẩn vẫn có thể dùng rất tốt, mà giá thành có thể rẻ hơn so với loại có hình thức chuẩn đẹp. Cách chọn mua nhung hưu khô, chọn lớp bên ngoài của nhung hưu có màu na au sẫm và mỏng, miếng cắt nhung hưu phẳng nhẵn, cầm thấy nhẹ, cảm giác xốp ngoài ra, bạn có thể cắn thử có thấy hơi tanh nhưng bùi, có thể ăn trực tiếp. Đây chính là mùi vị đặc trưng của huyết hưu. Để khô, cách nhận biết nhung hưu thật nên tìm nhung hưu có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, uy tín. Chọn mua nhung hưu ở cửa hàng tin cậy, công ty uy tín đã được chứng nhận an toàn thực phẩm bởi Bộ Y tế. Nhung hưu khô thật có màu nâu tự nhiên, bên ngoài phủ lớp lông mịn, bề mặt nhung có nhiều lỗ nhỏ li ti dạng tổ ong. Bên trong lớp lông hưu có lớp da nâu mỏng khi chúng ta cầm. Trên tay nhung hưu có một số đặc điểm sau đây. Nhung hưu cho lớp chứa da được cốt hóa mà thành, ban đầu ở dạng khối u, có màu nâu tím phân bố dày trên nhung mao, có và nhiều mạch máu. Nhung hưu tươi thu ườn có 3 cách bảo quản, tùy vào mục đích sử dụng mà ta có thể chọn lựa cách bảo quản sao cho phù hợp, bằng cách lựa chọn một trong những cách bảo quản dưới đây. Cách 1. Để nguyên cặp nhung. Bạn có thể dùng dao nhọn xăm đều trên nhung để rượu thấm đều vào bên trong. Nhung hưu đã xăm đem ngâm với rượu quê từ 50 độ trở lên. Nếu bạn chưa biết cách, hãy xem ngay cách ngâm rượu nhung hưu dưới đây nhé. Cách ngâm rượu nhung hưu chuẩn. Cách 2. Nhung hưu thái lát. Dùng dao để thái lát nhung, từ 2 đến 2,5cm s đem nhung hưu thái lát đi sấy khô để dùng lâu dài. Hoặc có thể đem chỗ nhung hưu thái lát trữ tủ lạnh để nấu cháo nhung. Hoặc cũng có thể ngâm rượu, nấu cháo, hấp cơm, đối với sản phẩm sau khi thái lát sấy khô. Cách 3. Nhung hưu xay nhỏ. Nhung hưu tươi đem thái lát và bỏ vào máy xay thịt hoặc máy xay sinh tố để xay nhuyễn chia vào hộp nhỏ, cất tủ lạnh để dùng dần. Tốt nhất có thể đem sấy khô nhung hưu thái lát và xay thành bột mịn, khi dùng tiện hơn, bảo quản được lâu hơn. Bột nhung bạn có thể dùng nấu cháo, hấp cơm cho các bé. Nên xem công dụng của nhung hưu và cách dùng của nhung hưu. Bài viết trên đã giúp các bạn có thêm thông tin tin cậy về cách chọn mua nhung hưu tốt nhất và một số thông tin về nhung hưu. Nếu cần tư vấn và tìm hiểu thêm về công dụng và cách dùng nhung hưu và các loại cây dược liệu, bạn có thể liên hệ qua số tổng đài tư vấn 18.6521 hoặc đặt câu hỏi của bạn ở một ý kiến ở cuối bài viết. Tra cứu dược liệu sẽ giải đáp những thắc mắc, bạn có thêm những thông tin đáng tin cậy. Ngoài ra bạn có thể tìm mua nhung hưu thái lát uy tín, chất lượng, để ngâm rượu, để dùng mà vẫn đảm bảo an toàn, giữ đúng được chất lượng của nhung hưu mà không tốn thời gian sơ chế, bảo quản. Các bạn có thể liên hệ trực tiếp qua thocnamonline.vn để tìm mua chọn lựa cao nhung hưu an toàn, nguyên chất 100%, nguồn gốc rõ ràng, đảm bảo. Let's Block Ice.